Hello, xin chào cả nhà. It's Jade, Journal Certified Master nữa nè. Hôm nay Jade sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm cái cách, cái kiểu mà làm với cái foil rất là đẹp, rất là đơn giản luôn. Nhìn này, nó ra mảng 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 đã. Năm cái ô vuông là năm cái ngón tay xinh đẹp như năm cánh mai vàng. Dễ thương không? Và cái mà màu nude ở trên đây nè, mà cả nhà thấy đó là cái structure base gel ha. Sử dụng cái màu, đây coi màu số mấy quên rồi, màu số 18 luôn đó, dễ thương quá trời luôn nè, giống như hồng hồng mà nó cái cam cam đó. Thì nói chung là đơn giản, mình gắn mút treo lên xong mình làm cái này rất là đơn giản luôn, không cầu kỳ, nhìn ha, thấy hết hồn đúng không, nhưng mà làm xong là còn hết hồn nữa. Ok, bây giờ chúng ta vô luôn. Rồi, tay before nè, tay này after nè, nó khác, thấy khác lạ không? Hôm nay có cô khách này vô một cái tay rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đẩy cuticle cùng Jade. Ok, sử dụng cái đầu này. Đầu đây mình nhỏ ha. Bắt đầu mình sẽ đẩy cuticle. Jade đang chạy máy là 4000 RPM. Để cho nó lại lại nó nằm xuống. Trời ơi, cả nhà có chắc những cái July 4th deal chưa? Ta nói sale gì mà nó muốn sập cái nhà. Sale, nhìn cái list sale xong á hả? Chị mới quay qua chứ hỏi mấy đứa nó làm trong sale. Hỏi, ủa mấy đứa tính dẹp tiệm luôn hay gì? À, sale mấy cái deal này là sale gì mà quá trời quá đất? Sao không kêu người ta lên mua free luôn cho rồi? Lấy free đồ. Tại vì ý Jay nói đây là những cái deal nó quá trời quá đất là rẻ, như là coi như là cho không vậy đó. Mà những cái dịp mà sale lớn như vậy là anh chị phải lên hốt hàng mua cho thiệt là nhiều. Tại vì sale á, lâu lâu có một lần cũng phải sale hoài đâu ha. Những cái flash sale bình thường mỗi tuần nó không có đặc biệt bằng cái sale July 4th này đâu á nghe. Mua về cho tiệm làm xong nguyên một năm là make 1 triệu đồng đô la mà mua, tính ra có mấy trăm đồng tiền supply, ngon lành không? Bây giờ có mua mấy ngàn nguyên set Deep and Dual hay là với lại G-Gel mà 8.000 một set đi nữa, ví dụ thì nó vẫn có lời như thường. 8.000 đó là xài chắc cũng cả năm mà, 2 năm gì đó. Rồi mình đẩy đi. Hi Christina. July 4th nè, hôm nay mình làm cái foil. Tại vì cái foil nó cũng có cái deal nha. Một trong những cái deal của July 4th là nó có cái foil nè, 4 hộp design. Bữa nay chế chọn cái mẫu này hồng hồng, tại vì cô khách này thích màu hồng. Rồi bây giờ mình đẩy cuticle xong ha. Mình sẽ lấy cái đầu đây mình đi sơ chạy nhẹ thôi. Đi sơ qua mặt móng nè. Hello, xin chào cả nhà, sáng sớm hả? Còn sớm quá phải không? Vậy anh chị nào mà ở bên West Coast là coi như là bây giờ mới thức dậy thôi đó, chuẩn bị đi làm đúng không? Chắc anh chị đang suy nghĩ, trời đất ơi, cái bà nội này like gì mà sớm dữ, chưa ăn sáng chi gì chưa mà bắt ngồi coi làm nail, chưa uống cà phê rồi. Đó thì không sao, giờ không có coi chị lát coi lại cũng vậy thôi. Đây, đẩy cái cuticle sao nó chiều mến, đẩy cái da giữ cái móng sần mà sao nó thật là nhẹ nhàng dễ thương. Rồi mấy anh chị nào ở bên Việt Nam đều giơ tay rồi giơ chân rồi lên say hi cái coi. Trời đất ơi, coi gì mà thế, lúc nào cũng nói chuyện một mình, không có sự ủng hộ, không có sự đóng góp của bất kỳ một anh chị nào. Trời ơi, anh chị có coi Hoa Hậu Hoàng Vũ chưa? Ta nói vui gì đâu, mặc dù đoán sai bếp nhưng mà kệ, vẫn vui. Hello, thành công. Cả nhà có khỏe không? Mọi người khỏe không nè? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ dehydrator lên và non acid primer lên nha. Trời ơi, Ngọc Quý chị ơi, chị thấy em không? Dạ, em thấy. Em thấy chị ghi vậy đó. Sunly cười gì ta, tự nhiên vô cái cười vô mặt người ta hả? À, ok
kỳ ghê vậy đó. Nói lời gì đi chứ. Dehydrator nha. Cái dehydrator này á, là để khử dầu cho móng và tạo cái độ cân bằng độ ẩm trong móng ha. Rồi, cái thứ hai là non-acid primer. Xem thì coi cưa bé bụng. À, cưa bé bụng thiệt à. Thế à. Christina, how are you, mama? Oh, very well. Very well luôn á. Còn thở là thấy ok rồi ha, Christina. Em chào chị Tiên Mỹ Nguyễn và Mỹ Tiên ha. Hello Mỹ Tiên, thank you nha. Trời dễ thương quá, kêu chào cái chào Liên nha. Kêu ủng hộ cái là ủng hộ Liên ha. Rồi xong rồi tới làm gì nữa. Trời ơi bây giờ tôi làm live bữa giờ, bây giờ tôi hỏi tới cái gì mà không biết tôi chữ nha. Lấy cái chai này ra là nhắc nhắc tuôn nè. Đó để làm cái gì. Để làm gì. Cho thêm 3 giây nữa trả lời. 1, 2, 3 rồi. Không trả lời thì chúng ta sử dụng cái cọ này cho thêm một cái hình nữa nè. Sử dụng cái cọ quét nhà hay gì. Hello Kiều Kim. À, Kiều Kim à. Trời ơi tên rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ chà móng nha. Móng này là mình sẽ design nha. Anh chị nào mới vào thì cho anh chị coi ké. Nhá nhá hàng nè. Đời vô nhá. Vô nhá cái nữa. Rồi cho coi nữa, coi đầu thít thôi. Đó. Trời ơi dễ thương không? Làm bằng ốp treo đó cả nhà. Quá hồn chưa? Hello Thanh. Christina cleaning cuticle. Trời đất ơi, tôi mới đẩy cuticle xong đó. Bây giờ một lát nữa mà khách nó trả tiền thêm thì tôi mới cắt thêm da cho ha. Còn cái này mà vô chị không có chịu trả tiền là tôi không mới cắt da đâu, tôi đẩy thôi. Một lát nữa có cộng da thì kêu nó you want more hay là để trả tiền. Xin toát chị ơi. Mày lần đầu tiên nghe cái chữ xin toát. Xin toát là cái gì, người ta nói là thường thường là toát là cái gì bể bự ra xấu xí gì lắm không. Xin toát là nghe cũng dữ dội lắm á. Để coi, để em xem chị dạy thích. Dạ em xem chị dạy thích quá. Trời mình không dám dạy đâu nghe. Mình chỉ hướng dẫn thôi. Mình nói đây mình hướng dẫn thôi. Hello Peach Solida Kim. Trời ơi đọc tên hết hồn luôn á. Hi from Sweden. Hi hello. Lan lê đẹp quá chứ ơi. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái step 3 đâu rồi. Để mà chúng ta apply cái móng ướp treo lên nha. Trời nó trước mặt luôn á cả nhà. Nhưng mà làm như riết làm riết bị đuôi hay gì á. Đó. Rồi. Qua Sweden mở thêm chi nhánh. Ok, Jay sẽ nói với lại công ty ha. Bây giờ công ty của người ta. Nên mình phải làm gì, mình phải hỏi ý kiến đồ. Rồi ha, prep xong bây giờ mình sẽ bỏ miếng treo lên đây cho nó hoành tráng. Hoành tráng lệ lên. Bóp bóp mấy cái coi cho nó nghe lời. Bỏ cái đèn mây vô đây. Chị sẽ gắn vô, bật lên xong rồi gắn vô xong rồi đưa vô cái đèn ha. Gắn cho nó thẳng nha. Gắn méo cái khách không có trả tiền. Để mắc đời nó. Rồi vô đây. Trời kêu người ta đưa ta vô đây làm như người ta biết tiếng Việt vậy đó cả nhà. Gắn cái lúc gắn một ốp treo nó bị ghiền á. Trời ơi nó bị ghiền dễ sợ. Bóp bóp vô nữa. Bóp vào nha. Rồi múc treo bỏ lên. Quét như thế này nè. Trời ơi ta nói muốn múc treo bây giờ nó thịnh muốn chết. Bây giờ này mà hả, ta nói hồi năm ngoái thì còn nói ok còn mới. Chứ năm nay ai cũng làm mà. Năm nay chị nào mà vô nói dịch vụ này mới nữa thôi á, đừng nói chuyện với chê nha. Người ta làm gần gần, người ta kiếm mấy chục ngàn, người ta mở luôn cái tiệm, người ta làm luôn rồi. Bây giờ nói cái này mới là thôi, giận hơn vu vơ luôn á. Đó, hôm nay bà khách vô. Cái bà nói, bữa nay làm cái design gì vậy? Bà nói, trời đừng có lo, ta cũng không biết. Trời nó cười quá trời cười, nó nói thiệt sự, nó mỗi lần vô á, là mày chỉ cần trả tiền thôi, còn design là để tao lo. Thì đâm ra là nhiều khi mình làm xong cũng hên xui. Mình làm xong nhiều khi khách thích, nhiều khi nó không thích. Nhưng mà kệ làm gì được nhau.
nó đã chấp nhận lên lên sóng rồi thì phải chấp nhận đau thương, là design nào thích không thích nó kệ nó. Không, tại nói chơi chứ thường thường chị mà kiếm khách đó là nói nó là nói ngay từ đầu, mình giao kèo ngay từ đầu. Tôi là tôi chỉ thích làm freestyle thôi, là giá như đó, thích thì làm, không thích thì thôi. Nói chuyện nghe chảnh ghê chưa? Không, mà thiệt sự là vậy. Tại vì mình thấy bây giờ mình cuộc sống ngắn ngủi quá, mà mình vô mà khách cứ hành hạ mình, nó đổi này đổi kia đồ, thấy mệt mỏi lắm. Nó ok, muốn làm gì, tại vì tụi ta là nghệ sĩ cho nên nó là không có thể nào bắt buộc làm giống giống như y chang giống hình giống ấy, thì không thể nào y chang được đâu. Có muốn y chang thì thôi, đi về nhà mua cái máy photocopy photo xong cái lấy keo để glue dán lên cho cái móng tay của nhà ngươi đi. Chứ bây giờ ta không thể nào ta làm y chang như vậy. Kể cả những cái nail mà chế đã từng làm cho khách, và bây giờ vô cái hình của mình post như vậy mà nó bắt mình làm y chang như vậy, mình cũng đâu có làm được đâu. Tôi nói mọi phiên bản thì những cái nhà nghệ thuật, những cái tác phẩm nghệ thuật là chỉ có một lần mà thôi. Làm được một lần chứ mà làm copy lại là nhiều khi nó không giống, nó mất công. Vì yes là khách là thượng đế chị ơi. Trời ơi, thượng đế nó cũng phải có chừng mực chứ. Nó mình làm đẹp hơn mình phải là cha thượng đế chứ. Đẹp hai cái mưa hai cái tì nha. Trời ơi, vô nè, vô nè. Trời ơi, cả tuần lễ không gặp chê chắc cả nhà nhớ lắm phải không? Cho chê gửi lời chào thân ái và nụ hôn nồng cháy đến tất cả các anh chị đang coi live ngày hôm nay nha. Trời ơi, rồi, bắt đầu bỏ vô trong cái đèn hơn đó. Okay. Chị Christina nói quá đúng. Trời ơi, thời buổi giờ mà khách vô nó hành hạ nó, tao nói thiệt, cái trend á, mà khách vô hành hạ là coi như là xưa rồi nha. Bây giờ mình phải hành khách, mình phải làm cha của khách. Ngày xưa là khách làm cha mình, bây giờ là mình sẽ là bà nội của khách. Chơi July 4 có xe hybrid chơi hình như có thì phải. Tao nói bởi vậy á, mấy đứa trong team nó làm mấy cái đi sale deal á, mà nhìn qua nói em mấy đứa, nó nghe nè, không mấy mấy đứa kêu khách lên trong website lấy đồ free đồ luôn đi, chứ mà sale vậy thì chơi làm chi nữa, sale gì mà nó như là cho không vậy đó. Trời ơi, chị Winnie dễ thương quá, có nhớ chị chế nhiều. Ừ, chế cũng nhớ chị Winnie, mặc dù chưa gặp bao giờ, nhớ tất cả mọi người luôn á. Dạ em đang học, không phải học thêm nail nữa để mở tiệm. Hay quá chị ơi, hay hơn, hay hơn cả nhà. Trời ơi, sau đó là chúng ta sẽ sử dụng cái đầu dũa. Nói chung là đầu nào cũng được, muốn nhanh gọn lẹ thì sử dụng cái đầu này. Đó, smooth bit nè, một phát một nó đi qua là coi như là đi qua đời nhau luôn á. Thấy không, mình chạy cho nhanh vô. Chế đang sử dụng 15.000 RPM nè. Hồi nãy chế đẩy cuticle với lại chạy sần móng á, chế sử dụng có 3.000 RPM thôi. Tại vì khi móng của cô này rất là mỏng, cuticle nó cũng mỏng, mình chỉ chạy vừa phải thôi đó, mình tùy thôi à. Còn anh cô chị chủ nào mà cái da mà là dạng làn da nâu nâu mà châu châu á thì mình sử dụng nó cao high speed hơn chút xíu. Ý cho nói là da chai á, đừng có nói da khách mà vô da của mày giống như da châu là chết liền nha, đừng nói nha. Nơi đây làm live mà mốt mà anh chị lên mà nói chê suối một cái là chắc chết liền. Ở đây học mình cho vui thôi nha, những cái lời nói ở đây đừng take too serious, mất công chế sẽ bị mang họa. Mang họa là không thể nào lên đây làm live cho các anh chị coi nữa đâu nha, cảnh cáo luôn rồi đó, nói trước luôn rồi đó, chặn đầu rồi đó. Đã không, nói con kêu mình gắn, kêu mình gắn xa xa ra một chút xíu, chừng một hai cọng tóc khi mình giữ như vậy nè, nó rất là mịn, nó rất là mượt. Đó, mình nghiêng qua nó không có bị cái khất nữa không. Để cái này mình nghiêng qua mình thấy cái khất này đó. Anh chị à, những anh chị mà đang coi bây giờ chắc có bên Việt Nam không quá. Tại vì mấy anh chị mà ở bên Mỹ giờ này là nhiều người ở Florida thì ok, còn coi được. Chứ mà ở tiểu bang khác á, giờ này á, như là bên Cali này kia, người ta mới chuẩn bị ra vậy, giờ bắt ta coi live ta chửi chết.
rồi dán trên người đó, nhiều khi không cần phải giũa cái đầu thiếp hay gì nữa hết trơn. Tự nhiên mình biết à, mình biết đường nào mình đè xuống, đường nào mình giữ lên đúng không? Làm viết quen tay. Hồi năm ngoái hả, khi mà mới lên, mới công ty vừa mới ra cái sản phẩm này nó lên live đó. Anh chị em nói trời ơi, khó quá, khó gắng quá. Bây giờ chuyên nghiệp, bây giờ hỏi nha, có ra set nào mới không? Mà thấy ngon lành, thấy khoái rồi đó, thấy hết cầm len cái vụ mà này nó khó rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vụ set nha. Cô bé này muốn cái shape của nó thật là sắc sảo, mặn mà như cô ấy. Thì đây sẽ giũa cái đầu thiếp, sau đó là giũa hai bên, hai bên cho nó đẹp. Mặc dù là không có gì nhưng mà cô ấy muốn nó sắc sảo thì chúng ta cũng giũa dài dài đường đi. Em dễ quá mà em làm không được, em học được mấy bữa nay cầm máy không được, cứ bị lung tay ngoài. Rồi một lát nữa sẽ nói sơ sơ về cái mà vụ cầm máy ha. Cầm máy mà cầm phải có điểm tựa thì nó không có bị rung đi nữa, nó cũng sẽ không có làm cho mình hết hồn. Còn nếu như mà cầm máy vụa mà mình không có điểm tựa, cả hai tay phải có điểm tựa hết, thì nó sẽ dễ bị đi lệch lạc, đi sai đường, sai lối. Mình con người mình mà còn đi sai lối, huống chi cái vụa nó không có đường lối, thì nó dễ, rất là dễ đi sai ha. Rồi bây giờ cầm even giũa shape cũng vậy, mình cũng phải có cái thế không, cái thế. Đây là Jay sử dụng cái tay này, cái elbow bên đây nè đó, để trong cái hông bên đây. Còn cái tay này cầm tay ha, là để dựa lên trên cái bàn này thì nó không có rung tay nhiều. Cách là cũng phải có điểm tựa tay, nói chung là cái gì nó cũng phải vững vàng. Vậy là vài bữa nó mở cái khóa chạy máy, chỉ hướng dẫn chạy máy mà thôi. Chị xếp chạy máy nè, nói chung là cái xếp này cũng quan trọng. Đang làm và đang coi chị sẽ cất tay khách quá, trời đất ơi, cẩn thận nha. Làm sao làm coi xong cái live xong cái khách nó không chịu trả tiền nên đừng có mắng vốn nha. Chúng ta sẽ bắt nhẹ nè. Mắc cười quá, hôm bữa trên group có cái chị kia cũng hỏi cái câu hỏi. Ôi, trời ơi cả nhà ơi, em để cái phone xéo bên quay mặt em, em vô live với nhiều khi em coi live này kia, khách nó không chịu và chủ không chịu gì đó. Ta nói không chịu thì đừng có làm nữa, làm tiệm người ta cũng giống như là mình, giống như nhà mình vậy. Ai mà vô không có theo luật lệ, không có theo policy thì mình cũng đâu có vui đúng không? Vừa đúng hay không đúng gì cũng vậy, miễn là người khác hay không thì mình phải hiểu cái, mình phải nhận thức được là những cái đó người ta không thích đúng không? Mình làm người mà mình sống như mình muốn ý này, người ta muốn ý kia, nhưng mà nó có lý, tùy hoàn cảnh thì mình nghe thôi. Còn chị đó mà chị nào mới nói mà đang làm khách mà vừa coi mà cắt đứt tay là thôi đó, thôi cái đó là chắc là nghỉ coi đi được rồi. Nó chơi chứ mình coi cẩn thận ha. Khi để đó nghe nói sầm sầm xì xì vậy á, cho nó vui nhà vui cửa vui tay thôi chứ. Coi lại thì coi ok được. Cũng hên đó là bên journal, bên nail job lúc nào cũng có cái like để đó luôn, không có xóa đi. Cảm ơn chị coi. Thấy cô xinh đẹp, hôm nào cô làm chơi loan đi. Ok liền, trời chơi cũng mê cái chịu chơi loan lắm nha. Rồi bây giờ chúng ta fancy cái hộp cô này nè, đó mới đi ra ngoài chợ Kim Biên mua hũ về vàng lá. Bây giờ chúng ta sẽ apply cái foil gel này lên nha. Thì JC apply khoảng chừng 80% cái phần nail thôi, qua khỏi cái phần nói móng chút xíu. Thì này gắn mút treo làm gì có nói móng, nhưng mà ở đây nhìn thấy nó có. Christina sợ thôi, funny quá. Vẫn chơi Christina nha, coi nha, đừng có đi nha. Tuy là buồn giận á. Coi rồi biết cho khách cho biết là mình cũng rất là chịu khó, mình rất là muốn học hỏi. Nhiều khi được ha, cho khách coi luôn, cho nó biết, khách biết mà trời ơi, ta cũng chịu khó học hỏi dữ lắm. Người gì của mình ha, mình phải cố gắng ủng hộ lẫn nhau. Đó. Trời ơi, nhiều khi hả lên khách mà muốn lên live cũng hỏi ý kiến được, cũng nói ôi ha, khách nó sợ quay mặt. Ta nói ta chỉ cần quay tay thôi chứ mặt ta không cần mặt nhân ươi đâu.
nghĩ trong đầu, nhưng mà mình vẫn phải lịch sự, mình nói ô không có sao, cái này chỉ quay tay thôi, ý tưởng nó là quay cái tay của nó thôi nha, đừng có nghĩ bậy nha, riết hả. Rồi đó, bỏ như thế này thôi, sau đó bỏ gì trên đèn hơ nè, chơi hơ luôn 30 giây cho nó chắc ăn. Chơi hơ bằng cái đèn smart key này cả nhà, ngon lành. Tâm đen cái đèn smart key dễ sợ đó. Cái này vàng lá nãy mua chợ Kim Biên à, nguyên hũ vàng lá này mà rẻ dễ sợ luôn. Đây có nguyên con thiên nga, cái này là hiệu con thiên nga journal, trời ơi sang trọng quý phái. Không có luôn cái bản seal protect nè. Rồi anh chị coi, xin chỗ Châu Lan làm được rất là nhiều thứ nha. À coi coi còn ai hỏi gì nữa không, anh chị có ai muốn hỏi gì nữa không nè, trả lời tâm sự cùng với chế đi, chế rất là coi như là cô đơn làm đây mà ngồi nói chuyện có một mình, mà khách thì bà nhìn chê giống như là mày đang nói gì vậy, thì chê cũng nói là ơ tao nói vậy đấy, mày không hiểu kệ mày đi. Trời Peter ha, vậy ông Peter khoái lắm, nghe cái chữ quay tay là cái nhào vào. Nãy giờ tao kêu chào hỏi không chào hỏi nè, quay tay là nhào vào sẽ là thế nào. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cắt cái foil nè. Đây là một trong những cái set foil on sale của July 4 nè. Trời ơi tôi lấy cái này, bà này là phái hàng hiệu đồ, bong bong đồ. Nó cắt cũng y chang cái miếng hồi nãy, bằng vậy nha, cho thế nó cầm tay cho nó dễ nè, hay chưa. Cắt dưới đây mình phải đo đi, mỗi một cái khúc như vậy là ta sẽ tính tiền, ta sẽ tính tiền nhà ngươi 5 đồng một ngón, cộng thêm cái ombre nữa là chặt thêm 2 đồng, 7 đồng một ngón. Rồi bây giờ chúng ta sẽ banh hai cái miếng ra, cái gì làm phải muốn đưa vô là phải banh ra như thế này. Ok sau đó chúng ta đặt lên tay nè, nè lên đây, tôi nghiêng lên đây cho anh chị coi nè ha. Turn this way for me. Okay. You can see on the side. Cái này phải banh ra thế này nhé. Khi mình banh thế này nè, chặt tay lên. Khi mình đưa vô nè, nhìn nè, nhìn những cái này, đó, thấy không? Thấy nào? Nó thấm nè. Mình sẽ đưa nó chặt vào thế này, nó mới dính được ha. Cái banh ra thì nó mới dính được. Không banh là nó không vào, nó không dính được đâu nha. Rồi. Nguyên tim vô hết. Rồi đó cơ, kiểu này Vinh Di còn sợ chi nữa mà. Rồi tay bên đây. Xem, con này để đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ banh cái phần dưới. Bên này vô. Trời ơi đã quá nè. Nguyên một mảng. Banh ra rồi quay tay nhiều quá à, em không nhớ hết. Đáng nhớ đi Christina, trời ơi đập cho quen, đập cho quen tay nào. Trời ơi cái này dễ quá phải không cả nhà. Tôi nói thì cái gì mà dễ ăn tiền dữ vậy trời. Này thiếu miếng ỉnh vô, bật cho ăn xong. Rồi con kế tiếp nè, đây cái nhà thấy rõ mà phải không? Ta zoom in maximum luôn rồi đó. Chưa có mát mà mát nữa là thấy không có rõ, cho nên nó là vừa phải thôi. Cái gì cũng bự cũng phải vừa phải đúng không? Bự quá thì nó cũng hơi khó chịu. Ý cho nên là khó chịu con mắt. Rồi lột, lột mặt nạ ra như phim lột mặt vậy đó. Ừ. À, cái ngón này cuối cùng còn một chút niềm tin để lại cho em ngón cái. Chị hy vọng là em sẽ đủ. Chị cắt như đó mà em không đủ là coi như là thôi đi, là coi như bà khách chỉ có nửa ngón thôi đó. Ồ, có màn hình này. Đó, kiểu vậy chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ zoom out để mà chúng ta lấy cái màu đây nè. Đã không? Làm treo như vậy mới là ghi gớm, foil treo như thế là ai mà làm lại chúng ta nữa. Sử dụng cái cọ quyền năng là đó, quay tay nè, đó, quay cọ nè, thấy chưa? Thấy chưa? Tại cái màn hình nhỏ quá quay không được. Rồi
Bây giờ chúng ta sẽ xem cái ngón này nha. Mình sẽ làm ở trên thì không cần perfect, tại vì mình gắn foil lên á sẽ che ha, thì đại khái là cái ngày là mình sẽ quét xuống ngay gần dưới đây đó. Sau đó chúng ta sẽ lấy một chút xíu gel nữa nha, như thế này. Chúng ta chỉ cần khoan hơi đèn ha, quét cái lớp đầu qua hơi đèn, lấy cái lớp thứ hai, sau đó là mình rải gel lên như thế này nha. Rồi sau đó là mình sẽ rải nó qua cái phần này một chút là nó đi xuống dưới. Rồi, thế là em thật là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vô đèn ở đây chút xíu cho nó hơ cái. À, bây giờ chúng ta lấy sẵn cái đèn flash kia đi. Đó, cái đèn flash kia này lợi hại không? Bây giờ cái đèn flash kia mới thấy nó lợi hại này. Đó, vô ha. Hơi chút xíu rồi, 5 giây cho nó nằm im đó. Là chúng ta làm ngón cái tiếp nè. Chị không chỉ có làm live đâu nha, mai mốt mà chị làm video này kia hướng dẫn mấy anh chị làm những cái mẫu design này kia là phải vô ủng hộ, phải like, share rần rần đồ lên nha. Chứ đừng coi xong cái ok, hay, rồi để đó, không có một chút cảm xúc gì hết trơn, là coi như là giận dữ lắm đó. Lúc đó là không có motivation, không có động lực để mà làm video khác đâu quá nghe. Trời, ủng hộ là phải ủng hộ tới cùng. Nhất là mấy cái chị nào mà nói nhớ nhớ thương thương chê đó, mà tôi mỗi lần mà tôi post video tôi vô tôi kiếm tên mà không có là biết tay nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng đèn này để mà hơ. Trời ơi, làm cái mẫu này dễ quá mà. Ai nói mẫu này chỉ có buộc điếc làm được. Ta nói chèo cũng làm được như thường đó thôi đó mà. Sư quỷ, sư trời thôi. Tôi nói sư tỷ sư huynh mà nói sư quỷ chết hả? Chết chết. Mấy sư hãy tha thứ cho con không có cố tình để mà nói kêu mấy sư là quỷ nha. Ý là ta nói sư tỷ. Okay. Bởi vì ta nói nhiều khi hả, cộng đồng mạng chỉ chờ chúng ta sơ hở chút xíu mà là bắt đầu là đem ra nói rồi đó. Nói chứ mà lát nữa có mấy anh chị nào mà đang coi live đây mà thấy chứ nói cái gì mà sai sai là lát lên trên meme liền, là thành ra một cái meme liền. Mình ghi là bà chi mới nói sư quỷ. Tại sao hổ không chửi sư? Thật sự ta không có. Hi Avida, how are you? Thank you. I know, it's beautiful, ha. Huh? Hi Louis. Trời ơi, lâu quá không có gặp Louis nè. Mấy năm nay, năm ngoái đến năm nay không có thấy Louis đi nail show rồi luôn ha. Tháng 1 sắp tới này là sẽ có nail show ở dưới như Long Beach nữa thì phải. Để có gì chơi tranh thủ đi, có Louis mà đi thì mình gặp nhau ăn uống đồ nha. Mấy anh chị nào mà có đi nail show chắc là gặp nhau chúng ta chén một bữa cho say, không say không về. Hỏi chị Kha Tì Trần, chị ơi chị còn cái câu nào khác không, chứ em thấy chị cũng ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà chị chỉ ghi hello nail like đẹp nhiều like. Chị nói câu khác giùm em để em biết chị không phải là máy nó ấy nha. Dễ thương quá. Có nhiều chị rất ủng hộ nhưng mà theo cái cách rất là lạ, rất là khác người, rất là dễ thương. Rồi, lên. Chị nghĩ coi một lát nữa là chị sẽ tính cái cô khách này bao nhiêu tiền. Cho nói đi, cái này nói chơi cho vui nha. Nói xong ví dụ tôi tính tiền nhiêu kệ tôi, chứ mắc mớ gì mà hỏi xong cái tôi nói cái xong rồi cái chê mắc chê rẻ đồ. Cho đây là mình với một cái hình thức, không phải hình thức, một cái đúng rồi, cái hình thức là vui chơi giải trí lành mạnh, thì có cũng có lành mạnh đó,
Nhưng mà lành mạnh cái kiểu của người lớn. Nếu như mà anh chị nào mà thấy không có thích nó là mình không có được tham gia, không được chơi nha. Loan lớp o chị nail design à, ý là muốn nói là lớp o design của chị phải không? Chứ mà thấy với tiếng Việt với tiếng Mỹ mà riết người ta nói nó cũng quên hết trơn. Khi mình nói chuyện mà mình nói mình mix tùm lum la, khi hỏi mấy đứa bạn rồi, ô nay đi đi chùa hôm này kia, các bạn nói ồ nhà ta đang cúng yên, trời đất ơi đang cúng là được rồi, rồi cúng yên nữa là sao? Cái bộ này 120 hả? Rồi cho khi đời đoán lại lần nữa, gần gần tới thì cái chung là cả dạng chỗ này là cũng là khu sang á, thì cho nó lên lên chút xíu đi, mình là nhá nhá mình cho biết vậy đó, cho lên chút xíu nữa là gần đúng rồi đó. Trời ơi, ta nói nghèo nàn lạc hậu. Cái chai thóc cốt một lần á hả? Hai chai. Tại vì chai kia hết nó làm biến á, phiêu. Cái nó lấy chai mới, cái bị chửi. Rồi, bây giờ là chị sẽ cho thêm một chút xíu treo ở đây nữa nè, thấy không? Cũng thóc cốt thôi, mình làm dễ mà. Đó, như thế này. Để cho nó được hoàn thiện. Bà chủ lâu lâu ha, đường lai nó thẳng ha. Bà chủ lâu lâu bà nói trời ơi, đứa nào lấy đồ nữa vậy? À, là chê đó chứ không ai hết trơn á. Cưng quá nè. Bên Sweden màu tương đương họ sẽ lấy 850 KR 90 đô, ok, cũng ngon à. Sweden vậy là cũng ngon rồi đó. Ở đây mình có thể lấy cao hơn nếu như mình giá cái khu sang ở đây là cũng khu sang sang trọng, sang chảnh quý phái rồi đó, thì chị sẽ thường á những cái bộ neo á là chị sẽ lấy cỡ chừng 150 tới tới 350 tùy theo có những cái hộp đá nhiều hay là sao. Còn neo mà cỡ Cardi B hay là cỡ mấy cái người mà nổi tiếng như cái người ca sĩ trẻ nổi tiếng rồi là bộ neo đó không phải 600-700 à. Nhiều khi hơn á, nếu mà gắn crystal thiệt thì giá mỗi khu mỗi khác mà anh chị biết rồi, cho nên anh chị nào một khu nào mà làm được nhiều á thì chơi vui chơi mừng, làm thấp thì từ từ mình nâng lên. The Queen of Liquid Gel, trời ơi cảm ơn Louis, bà khen quá, một hơi nữa tôi hả mà làm xéo mà gắn gắn bị méo này kia, sơn bị bó bộ hả, là tôi xử bà nha, bà khen quá tay tôi nó run. Khách này chắc một hơi nữa, bà khách nào mắc cười lắm. Thì lúc mà làm cái tay đầu tiên á, cái tay không phải tay đầu tiên, hiện tại có hai tay, tự nhiên nói tay đầu tiên thì làm cái tay thứ nhất á, ủa tay đầu tiên với tay thức nghe thứ nhất khác gì nhau trời, ý ta nói là thường thường chơi hay làm á làm tay phải trước, xình lên làm tay trái, tại vì cái setup của chơi là như vậy rồi, thì làm cái tay kia tranh thủ nói chuyện cho bả chơi nhiều nhiều để cho bả quên. Tại lúc lên live á là mình không có nói chuyện với bả luôn, hoàn toàn không nói và mình cũng không cho nói nữa, nói bả là mày phải tắt phone, phải im lặng, im cái miệng, không hỏi gì hết, có khát nước hay là mắc gì đó cũng không được hỏi nha, cho bả cơ hội rồi đi mà bây giờ đang làm live nửa chừng mà đi là bị chữ chặt đất bồ. Đây mỗi lần mà chơi nói chuyện với khách nè à, phái lắm, mặc dù mà có trả tiền cũng vui lòng, tại vì nói chuyện theo một kiểu giống như là mình giải trí chứ mình không có phải là cái kiểu mà bất lịch sự, cho nên nó là ăn thua làm ăn cái cách nói chuyện của mình ha, mình lịch sự dễ thương, mình mang lại tiếng cười cho người ta thì tiền nó tự động nó sẽ từ túi này nó qua túi khác, cũng giống như là năng lượng vậy đó, nó sẽ tự bay vào túi của mình. Sấy con 17. Sau đó đưa vô đèn hơn 30 giây nữa. Lấy ra muốn dũa gì đó mài dũa gì thêm cho nó nhọn cho nó sắc nét thì làm ha. Bây giờ tôi sẽ đưa vô đèn hơn cái. Ok, light for me.
Trời ơi đẹp chưa? Đẹp lộng lẫy chưa? Ta nói dễ ăn tiền quá mà. Trời ơi, tự nhiên dán ngay cái khúc mấy cái bông á. Dễ thương gì đâu á. Bông này thì nó phê ra nè. Những cái màu này có thể sử dụng những cái màu trắng sữa, màu hồng, màu nude. Nói chung là rất là dễ làm. Cả nhà thấy sao? Thấy dễ làm không? Cho chơi tờ cái ngón tay thumb up coi. Cho cái ngón tay đưa lên là biết là đẹp. Số 1, dễ làm. Sẽ làm và lấy tiền khách ngày hôm nay. Đưa tay lên để chơi biết. Em thể em kêu là thái độ phục vụ, nhiều khi họ chỉ cần mình lịch sự vui vẻ. Đúng rồi, nhiều khi làm xấu quỷ gì đó mà mình lịch sự vui vẻ thì người ta cũng thương tình, người ta bỏ qua, người ta nói ok cũng được, cũng được tip 20-30 đồ. Ha, bởi vậy 120 không bằng tay quen. Đẹp quá, thank you Louis nha. Trời ơi, lâu quá mới thấy bà đó. Ok, bây giờ muốn đẹp hơn nữa. Bây giờ cái khúc này cái khúc cần thời khúc quan trọng nè. Cái khúc là được tìm tiếp nhiều hay là không nè. Thấy không, cái tay người ta đang đẹp, tăng khô nha. Kêu đứng dậy đi. Người ta sẽ không cho tiền tiếp nhiều, nhưng mà cho một giọt cà phê. Cái này gọi là cà phê cho móng tay. Ha, mình không có gọi cuticle oil nữa. Mình sẽ có cái từ mới cho khách, đó là mày có muốn bỏ cà phê dành cho móng tay không? Thì đây, đó là khách ha, thấy tay nó bóng mịn lâu lâu ha, cái mình bỏ cuticle, cái mình vuốt vuốt, mình bóp bóp một chút xíu vậy nè. Đó là khách cảm thấy thoải mái, giống như là massage móng tay này kia thì họ thấy những cái điểm nhỏ nhỏ gì nè. Họ thấy là mình có quan tâm tới khách, quan tâm tới cái cách người ta nhìn như thế nào. Thì đây, không phải bộ hồi nãy mà chưa có bỏ dầu, chưa bỏ cà phê là sẽ cho tip 5 đồng. Mà bây giờ là tip 20 nè, thấy không? Thấy sự khác biệt không? Giữ dây chưa? Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Nhớ cả nhà rất là nhiều. Hẹn ngày gặp lại cả nhà, chắc có thể là thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó. Nhưng mà chiều nay nếu như mà khách đó bả ok cho go live thì chơi sẽ go live một lần nữa nha. Rồi, bây giờ xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại nha. Thương thương.